cả đế và nội đều ham ăn chơi, đua đòi nên luôn ở vào trạng thái nợ nần chồng chất, thường xuyên cầm đồ tại nhà anh Đông. Đế nghĩ rằng vợ chồng anh làm ăn khá giả, chắc chắn phải có nhiều tiền trong nhà. Bao nhiêu vậy? Mới chốt rồi à? Đâu mà em à? Mới phải đấy. Có tiền anh? Thì anh để cho mày 5 triệu. Có mấy em? Triệu thấp anh ạ. Thì đó, anh bảo mày mà đáp cho có mày bây giờ. Có anh em anh để lên 5 triệu mà quá được rồi. Vâng, ok, anh chuyển khoản cho em nhé. Ờ, tí nữa anh chuyển khoản cho mày, cứ về đi. Ok, đi đi đi. Chú chuyển khoản luôn nhé. Ờ. Chào anh nhé. Đế và nội đã vài lần bàn bạc kế hoạch sát hại cả nhà anh Đông để cướp tài sản. Và chúng quyết định sẽ làm việc này vào ngày 20 tháng 1 năm 2011, khi những ngày Tết Nguyên đán gần tới. Ê, ông anh! Ờ, bên thẳng xe. À, ờ, anh xin. Anh nóng được cái này ra, thì bia được mai nhỉ? Thôi thôi, mời bia gì? Hôm nay anh đang đâu cắt, trên một tiếng kính. Ông anh giàu đất đô lộ mạnh ra. Nhà cao cửa đẹp cũng mở, cứ rú rú cái kho này. Mà anh cứ bỏ kém, thế thì anh lại phải gặp thằng em rồi. Sao? Đợt này em có lô gỗ mới lấy bên sinh lô kìa. Anh lấy không em để nó. Gỗ gì? Với cả mày để bao nhiêu? Gỗ xích thì em mới mời ông anh chứ. Mày ăn mèo thật nhá, không lấy tiền. Ông anh cứ sang nhận con xe em nghe vào được. Mày có mấy khối mà mày định đuổi con xe của tao? Ông anh ơi, chụp cái gỗ chắc. Đi rồi nhá. Anh đi. Ờ. Nhất ông anh anh gì nữa. Tin tưởng hai tên tội phạm, anh Đông liền đi cùng chúng ra đến bờ sông. Đế và nội để anh Đông đi trước. Tối nay anh em ra xem check chiếc thế nào xong chốt giá. Thế mày để đây nó học điểm sao? Rồi từ phía sau, chúng dùng gậy đánh ngã, dìm nạn nhân xuống sông Lô. Ném nó xuống kia. Và ngay sau đó, hai gã sát nhân tiếp tục quay trở lại nhà của anh Đông, sát hại chị Yên. Anh Đông có chuyện gấp kìa. Anh ra đi. Mày có làm ăn được tử tế không? Mày lo ba lo bông mày hả? Thực hiện xong hành vi thủ tính, hai tên cướp trói Huyền lại và nhanh chóng quay lại bờ sông nhằm giấu xác anh Đông. Khi bọn chúng vừa ra khỏi nhà thì cháu Huyền đã cởi được trói và chạy ra ngoài truy hô. Tuy nhiên do nơi xảy ra án mạng cách xa khu dân cư nên tiếng kêu của Huyền chỉ lọt vào tai hai tên cướp mà thôi. Lần cuối này! Không biết! Không biết! Nói không?
Tội ác dã man này được chúng phi tang bằng cách vứt hai bao tải phân đạm và lốc xe máy đè lên xác hai nạn nhân. Thấy chiếc chảo ở bên cạnh, chúng che lấy miệng giếng. Tổng tài sản mà hai tên cướp lấy được sau khi sát hại ba người là một điện thoại di động của anh Đông cùng số tiền mặt hơn 7 triệu đồng. Chỉ sau 48 giờ tiếp nhận vụ án mạng nghiêm trọng này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang đã xuất sắc làm sáng tỏ vụ trọng án gây xôn xao dư luận. Ngày 27 tháng 8 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm hình sự vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng ở Hà Giang đối với hai bị can Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội về tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm. Theo hội đồng xét xử, đây là vụ án giết người, cướp tài sản, hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng đã gây chấn động ở Hà Giang vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Các bị can Nguyễn Văn Đế, Nguyễn Văn Nội đã bàn bạc, chuẩn bị công cụ phương tiện, sau đó giết chết vợ chồng anh Đặng Thành Đông nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, sau khi giết người và lấy được tài sản rồi, các bị can lại tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu Đặng Thị Huyền và sau đó giết chết cháu Huyền. Cả hai bị can đã thực hiện hành vi giết người hàng loạt có tính chất dã man, gây kinh hoàng cho người dân xung quanh khu vực. Các bị can đã quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng, cố ý tước đoạt mạng sống của các nạn nhân. Căn cứ vào cáo trạng cũng như chứng cứ mà các bị cáo khai nhận tại phiên tòa, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Đế tử hình về tội giết người, 9 năm tù về tội hiếp dâm, 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt chung là tử hình. Nguyễn Văn Nội bị tuyên tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội hiếp dâm, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, hai tên Đế và Nội phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền là 210 triệu 600 nghìn đồng. Được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội đều cảm thấy ân hận và mong muốn có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, với tội ác nghiêm trọng mà bọn chúng đã gây ra, cả hai tên Đế và Nội đã tự tước đoạt sinh mạng quý giá của mình. Vụ án đã khép lại, kẻ sát nhân đã nhận được sự trừng trị thích đáng của pháp luật, nhưng nỗi đau của gia đình có người bị hại thì không gì có thể bù đắp được. Sự phẫn uất của dư luận xã hội trước hành vi thú tính, man dợ vẫn nhức nhối một thời gian dài sau đó.